cuối cùng chúng ta cũng đã xây dựng xong đường ray xe lửa rồi. Đúng rồi, mình mệt quá à. Thôi bây giờ mình ăn đi. Ăn xong mình sẽ đi lấy những cái toa tàu lửa về nha. Wow, đây là những cái bánh TikTok nè, nhìn ngon quá đi. Rồi mình sẽ lấy cái bánh TikTok màu vàng này. Rồi mình lấy cái bánh TikTok này ra coi. Wow, bên trong này có nhiều thanh bánh lắm nè. À, nhâm 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 nhâm. Wow, bánh TikTok này ngon quá à. Bạn mua ở đâu vậy Everest? Ngon lắm đúng không? Mình mua ở nhà anh Poly đó. Cái này còn có thể thổi được nè. Wow, cái này vừa ăn được mà vừa chơi được, hay thiệt. Thôi bây giờ mình đi lấy những cái toa tàu lửa đây, bạn ở nhà đợi mình nha. Không đâu, vậy Sky đi cẩn thận nha. Mình biết rồi, đi qua nhà Ruple lấy những toa xe lửa về thế nào. Cuối cùng chúng ta cũng đã sửa xong toa xe lửa của Sky và Everest rồi. Thôi mình đi ăn đi nào Rocky. Được được, đi ăn thôi. Mình đói bụng quá rồi, lấy những cây kem ra ăn nha. Wow, đây là những cây kem trái cây rất là ngon luôn. Xé một cây ra ăn coi. Rồi lấy cây kem ra nha. Wow, cây kem này thơm quá, có mùi dâu nè. À, nhâm 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 nhâm. Wow, cây kem này mát lạnh lắm này Rubble ơi. Đâu, mình ăn thử coi. Nhâm 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 nhâm. Wow, cái kem hương dâu này ngon quá à. Bãi rác này không có gì ăn hết, biết kiếm đồ ăn ở đâu đây? Cho những bạn cứu này về trang trại luôn nào. Bạn chó cứu hộ có trang trại thú sao? Có đồ ăn rồi, có đồ ăn rồi. Đi thực hiện kế hoạch thôi. Được rồi, bỏ những cái thùng rác này vô trong xe rác nào. 2 thùng, 3 thùng. Ok. Nào, xe rác hãy chở ta tới trang trại của các bạn chó cứu hộ đi. Bây giờ mình sẽ đào đất ở đây, trồng những cái quả cầu gấu trúc này nha. Xe cầu cái cát đi vô làm việc thôi. Đào ra, nhanh lên. Tiếp tục nào, đào ra những cái hố nha. Mình sẽ trồng những quả cầu gấu trúc vô. Bỏ vô, sau đó lấp đất lại. Rồi, ok. Tưới nước lên để cho quả cầu gấu trúc nảy mầm nào. Wow, quả cầu gấu trúc đã mọc lên những cây kẹo bông hồng rất là ngon luôn. Bây giờ chờ Marshall về thu hoạch nha. Hello, xin chào Rocky. Hello, xin chào Rubble. Các bạn sửa xong toa xe lửa của mình chưa? Wow, Ska tới đúng lúc quá. Tụi mình mới vừa sửa xong toa xe lửa của bạn nè. Bây giờ bạn mang về đổ nhiên liệu vô là khởi động được rồi đó. Yeah, vậy là mình đã có xe lửa chơi rồi. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Không có gì đâu mà. Thôi, mình về nhà đây. Tới trang trại rồi, các bạn thú mau xuống xe đi nào. Bây giờ mình sẽ giúp đỡ các bạn thú vô chuồng thú nha. Wow, nhiều bạn thú quá rồi, các bạn ở đây đợi mình nha. Tiếp tục, đây là bạn heo và bạn ngựa nè. Rồi, mở cổng ra chào đón các bạn thú mới thôi. Wow, chuồng thú đẹp quá, cảm ơn các bạn chó cứu hộ nha. Bây giờ mình sẽ đi thu hoạch những cái cây bông hồng này để cho các bạn thú ăn nè. Marshall ơi, xe công nông xúc lực của bạn bị hết nhiên liệu rồi. Ôi không, bây giờ phải làm sao đây ta? Đợi mình một chút nha, mình sẽ đi qua nhà Sky mượn một chiếc xe bồn để về nạp nhiên liệu cho bạn. Đi qua nhà Sky thôi nào. Những cái toa xe lửa này đẹp quá. Bây giờ chúng ta cùng nhau gắn những cái toa xe lửa này lên trên đường ray nha. Rồi sau đó mình sẽ khởi động thử xem cái toa xe lửa này hoạt động ra sao. Rồi còn một toa nữa. Ok. Bơm nhiên liệu cho chiếc xe lửa của chúng ta nào. Đã bơm đầy nhiên liệu rồi. Bây giờ mình sẽ khởi động xe lửa lên nha. Wow, chiếc xe lửa này chạy nhanh quá. Go go go. Hello, xin chào Zuma, bạn qua nhà mình có chuyện gì vậy? Go go go.
xin chào Sky, xin chào Everest. Xe của tụi mình hết nhiên liệu rồi. Các bạn cho mình mượn chiếc xe bồn của các bạn được không? À, mượn xe bồn hả? Được chứ, được chứ. Cảm ơn các bạn nhiều nha. À, ở đây mình có kẹo bông hồng nè. Kẹo bông hồng này mình mới thu hoạch đó. Mình tặng cho các bạn 2 bông. Các bạn ăn đi, ngon lắm đó nha. Wow, Zoom mà khách sáo quá à. Tụi mình cảm ơn bạn nha. Không có gì đâu. Thôi, mình đi về nhà làm việc tiếp đây. Câu câu câu. Các bạn Thu ơi, các bạn ăn những cái bông hồng này đi, tí nữa mình sẽ trồng thêm. Rồi, xé kẹo bông hồng đó nha. Wow, thơm quá. Cái bông hồng này có mùi bạc hà rất là ngon luôn đó. Các bạn mau ăn đi. À, nhâm 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 nhâm. Wow, bông hồng của các bạn chó cứu hộ ngon quá. Cảm ơn các bạn chó cứu hộ. Không có gì đâu, bây giờ mình nghỉ ngơi một xíu đây, tí nữa zoom mà và mình trồng cây tiếp nha. Các bạn chó của họ đã ngủ rồi, mau thực hiện kế hoạch thôi. Lấy đồ ăn trong thùng rác là coi nào. Wow, đây là kẹo răng, thiệt là ngon. Nhưng mà ăn vô sẽ bị đau bụng. Nè, các bạn thú ơi, các bạn có đói bụng không? Mình có kẹo răng siêu ngon nè, các bạn muốn ăn không? Wow, đồ ăn, có, tụi mình muốn ăn. Nè, mau đi ra đây đi, mình có nhiều lắm, bên trong cái thùng rác này còn quá trời luôn. Nhanh lên, không hết đồ ăn đó. Wow, bên trong này nhiều đồ ăn lắm nè các bạn ơi, mau vô đây đi, vô đây đi. Nè, bạn kia, bạn làm gì với những bạn thú của mình vậy? Hả? Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy ta? Ôi không, các bạn chó của hồ đã phát hiện ra kế hoạch của ta rồi. Mau thực hiện kế hoạch B. Ai? Ui da, đau quá, có ai không? Cứu tụi mình với, có cướp, có cướp. Nè, khủng long bãi rác, bạn đang có hành vi xấu xa bắt cóc những bạn thú của các bạn chó cứu hộ. Mau theo mình về đồn cảnh sát nhanh lên. Hả? Sao anh Superman lại ở đây? Bị phát hiện ra rồi. Anh Superman ơi, đây là lần đầu của em làm chuyện này. Anh tha cho em được không? Không được, không được. Đây là hành vi xấu xa. Mau theo anh về đồn cảnh sát đi. Các bạn ơi, đừng có làm chuyện xấu giống mình nha. Làm chuyện xấu sẽ bị cảnh sát bắt đó. Thôi, mình đi về đồn cảnh sát đây. Chào tạm biệt các bạn.